Điều 18 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 không hạn chế năng lực pháp luật dân sự của cá nhân. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không bị hạn chế trừ trường hợp bộ luật này, bộ luật khác có liên quan quy định. Article 18. No restrictions on the legal personality of natural persons. The legal personality of a natural person shall not be restricted, unless otherwise provided for by law.